Kính thưa quý khán thính giả, Ba Dũng tái xuất hay sổ khám? Tia hy vọng le lói cho Hoàng Trung Hải ở đâu? Khi màn đêm buông xuống, những con phố lên đèn và dòng người xen lẫn xe cộ vẫn còn náo nhiệt đến tận khuya của phố phường Hà Nội. Ngôi nhà của Hoàng Trung Hải những ngày này cũng đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, đứng ngồi không yên. Không dễ để có được một giấc ngủ yên bình khi lòng người, khi chính tâm hồn của ông ta đang khấp khoải lo âu. Niềm hy vọng le lói của Hoàng Trung Hải lúc này là sự xót thương của Trung Quốc và sự tái xuất của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để cứu một bàn thua trông thấy trong sự nghiệp chính trị của mình. Trong khi thế và lực của các phe phái chính trị cấp cao đang ngày càng phân hóa và củng cố thêm các liên minh, thì không phải ngẫu nhiên mà những thân tín một thời của Ba Dũng dần bị dồn vào thế đường cùng. Tư Sang, một nguyên chủ tịch nước, cũng bắt đầu quay trở lại để tìm đường vận động cho các đệ tử thân tín. Nguyễn Phú Trọng, cho dù bệnh tật, vẫn luôn tìm mọi cách thức để có thể củng cố vị trí độc tôn quyền lực của mình. Và dĩ nhiên, Nguyễn Xuân Phúc thì không thể bỏ qua. Đây là canh bạc lớn của ông trong cuộc đời này. Có lẽ niềm ao ước của những vị lãnh đạo cấp cao vẫn là củng cố và duy trì quyền lực cho mình. Trong những ngày đen tối và không biết được đường mò để lần đi tới nơi nào, dường như Hoàng Trung Hải mong muốn có thể có được một sự hậu thuẫn của anh Ba X như ngày nào. Đứng trước ngõ sinh tử, có lẽ Hoàng Trung Hải mong muốn rằng Ba Dũng sẽ có những động thái mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, chưa biết Ba Dũng sẽ xuất sơn đả hổ hay chỉ là sổ khám đếm ruồi. Cần được nhắc lại rằng, một trong những điều kiện mà Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trước khi tuyên bố về làm người tử tế, đó là những người thân tín của ông ta được nắm quyền cao nhất ở cả ba thành phố lớn của cả nước. Đó chính là do ba đệ tử của Dũng là Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Anh được lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế bí thư thành ủy của ba thành phố lớn nhất nước là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Tham vọng của ông Dũng là tạo ra chân vững vàng trong cả ba miền, một điều mà ai cũng dễ dàng để thấy. Trước Đại hội 11, những màn triệt hạ đã tung ra và người ta ngỡ là Ba Dũng đã ở thế thượng phong. Nhưng khi màn cờ chưa hạ thì phía Trung Quốc đã nhảy vào, để rồi sự ưu ái dành cho ông đầu bạc Nguyễn Phú Trọng trở thành một chiến thắng cho cụ mà ông thường xuyên dùng báo chí gọi là sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng, Ba Dũng đã bị hất văng khỏi chiếc ghế thủ tướng quyền lực. Tuy nhiên, cho đến nay với tiềm lực kinh tài mà không một người dân chân lấm tay bùn nào có thể tưởng tượng đủ sức thay đổi cục diện nếu ông ấy tung ra đòn quyết tử. Với quyết tâm để Dũng nghỉ trước rồi xử lý các đệ của ông ta sau, Tổng Bí thư Trọng và Bộ Chính trị do ông ta thao túng đã đồng ý về phương án nhân sự của Nguyễn Tấn Dũng khi để cho Hoàng Trung Hải nắm vị trí bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Khi đã củng cố được thế lực, tiền hô hậu ủng bởi những người muốn theo phò tá Tổng Trọng, cộng với sự ủng hộ nhiệt liệt của Tập Cận Bình, tất cả chúng ta như đều đã biết, ông Trọng đã phát động chiến dịch gọi là đả hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam để thực hiện ý đồ thâu tóm quyền lực. Đây là mô hình mà Tập Cận Bình dày công dàn dựng tại Trung Quốc và Tổng Trọng nhanh chóng thực hiện để quét đi các đối thủ chính trị. Sau khi đầu độc được tay chân thân tín nhất của Ba Dũng, cũng đồng thời là người nắm vị trí quyền lực cao nhất của Ba Dũng khi về hưu, đó là Trần Đại Quang, ông Trọng chính thức thâu tóm thêm chức Chủ tịch nước, đồng thời chính thức ngồi hai ghế như Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông ta đã từng làm. Đúng như mưu đồ chính trị được bày ra, Tổng Trọng đã hạ bệ luôn cả Đinh La Thăng vì những sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, và sau đó Nguyễn Xuân Anh vì vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng. Thật ra, đó chính là một điều mà đảng viên ai cũng làm là ăn nằm với gái, bị bắt. Nguyễn Xuân Anh vì thế mà bị rớt chức. Sau khi đã bứng đi được 2 đến 3 chân kiểng, thì chức chân thứ 3 trở nên mong manh. Nhưng do vừa cho hai bí thư thành ủy của hai trong 3 thành phố lớn nhất nước vào lò, thì chức chân thứ 3 gần như vô tác dụng. Hơn nữa, nếu gần như đồng loạt cách chức tới 3 quan chức hàng đầu như vậy, trong khi Trần Đại Quang vừa chết bất đắc kỳ tử, thì sợ lòng các quan chức cộng sản hoang mang, dân chúng hoảng loạn, nên Hoàng Trung Hải tạm thời yên thân.
Thêm một chi tiết nữa, Hoàng Trung Hải có cha là người Trung Hoa, cho nên việc động tới ông này trở nên khá nhạy cảm trong quan hệ với Tập Cận Bình. Cho nên Tổng Trọng phải hết sức cân nhắc và chưa thể ra tay được, vì muốt mặt thì phải nể mũi. Mặc dù vậy, thời thế giờ đã khác. Khi mà Trung Quốc gia tăng ăn hiếp Việt Nam trên Biển Đông, mối quan hệ Việt-Trung trở nên trắc trở, thì Nguyễn Phú Trọng cũng không còn phải có những bước đi để gọi là vuốt mặt nể mũi. Ông ta đã phải tăng giá trị của mình lên bằng cách nã đạn vào Hoàng Trung Hải, để qua đó giá mặc cả với Tập Cận Bình được tăng cao hơn. Trong khi đó, việc không cho các quan chức và không được quan chức cấp cao nào vào lò khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu lò đã tắt ngúm hay chưa. Đây chính là lúc cần phải tìm cho ra những thanh củi để ném vào lò. Và thế là tranh tuổi củi to, Hoàng Trung Hải bắt đầu được hơ nóng để chuẩn bị ném vào lò. Ông ta bị các đồng đảng của mình bêu rấu tội danh đã có những chỉ đạo sai lệch trong vụ đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đầu tư vào nhà máy gang thép Thái Nguyên để rồi bỏ hoang. Mặc dù mới chỉ là đánh động bằng việc ban tuyên giáo chỉ đạo các tờ báo lá cài bới móc tội của Hoàng Trung Hải, Nguyễn Phú Trọng đang chờ phản ứng từ Tập Cận Bình. Có thể nói, số phận của Hoàng Trung Hải bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thân mật giữa Việt Nam và Trung Quốc. Dĩ nhiên, trong nền chính trị Việt Nam, mối quan hệ giữa Việt-Trung là điều quyết định yếu tố quan chức nào sẽ vào lò. Có một điều chúng ta cũng cần phải cân nhắc rằng, không chỉ Trung Quốc mà sự can thiệp của những lãnh đạo cấp cao đối với những người đệ tử thân tín của mình cũng là một đòn mà Nguyễn Phú Trọng cần phải hết sức tránh né. Nguyễn Tấn Dũng xưa nay vẫn luôn ưu ái và dành tất cả sự ưu đãi của mình để sắp xếp Hoàng Trung Hải lên vị trí bí thư, một vị trí mà ai cũng muốn nhòm ngó ngay tại cửa khẩu thủ đô. Hoàng Trung Hải đã xuất khẩu tiền của mình đi các nơi, dĩ nhiên kho của nhà Nguyễn Tấn Dũng cũng vì thế mà ngày càng căng tràn. Kết luận mới đây nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những vi phạm khuyết điểm xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên là thông tin gây chú ý nhất trong tuần qua. Cũng cần phải được nhắc lại rằng dự án gang thép Thái Nguyên này đã từng được phê chuẩn dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng. Lúc đó Hoàng Trung Hải đang là Bộ trưởng Bộ Công Thương, và người kế nhiệm của ông là Vũ Huy Hoàng cũng bị xem xét kỷ luật. Và dĩ nhiên bởi vì những vị này đã cùng nhau chia chác số tiền hàng ngàn tỷ đồng. Trong thông cáo phát đi ngày 9 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để Bộ Công Thương có nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án Tisco 2. Ông Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng giai đoạn 2017 đến 2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương. Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Lê Dương Quang, Đỗ Hữu Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương và trách nhiệm cá nhân trong việc chịu thực hiện chức trách được nhiệm vụ được phân công. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng, đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Đến thời điểm thanh tra, tổng giá trị Tisco đã thanh toán cho dự án là 4.421 tỷ đồng, tổng dư nợ gốc và lãi vay ngân hàng gần 3.900 tỷ đồng. Hiện lãi vay của dự án này vẫn phải trả 40 tỷ đồng mỗi tháng. Điểm đáng lưu ý nhất là đến nay dự án ngốn hàng ngàn tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành. Năm 2014, nhà thầu dừng thi công dự án đắp chiếu nhưng vẫn cõng số lãi vay khổng lồ 40 tỷ đồng mỗi tháng. Nguyên nhân để dự án này rơi vào tình trạng trên theo thanh tra chính phủ là do xảy ra nhiều sai phạm khuyết điểm của lãnh đạo công ty này và nhiều bộ ngành, cơ quan, đơn vị cá nhân có liên quan. Trong đó trách nhiệm của Bộ Công Thương là không hề nhỏ. Bộ trưởng Bộ Công Thương từ trước đến nay vẫn là một tay do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp xếp.
Sau này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giành lại vị trí này để bổ nhiệm những người thân tín của mình. Và trước khi làm được điều đó thì phải hạ bệ những người đang nắm giữ vị trí trọng trách hiện nay. Trong dự án Tisco 2, Nguyễn Tấn Dũng cũng vì thế mà được một chia phần. Chú ý rằng trong kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, Bộ Công Thương đã ký văn bản đề xuất việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.104 tỷ đồng. Mặc dù trước đó các bộ ngành đều cho rằng không có cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư là không đúng hợp đồng EPC và đúng với các quy định của pháp luật về đầu tư. Nhưng số tiền gấp đôi đó đã được nâng lên, cộng với mỗi ngày lãi ngân hàng phải trả là 40 tỷ đồng. Chúng ta có thể ngẫm ra số tiền mà các quan chức chia chác cho nhau lớn đến cỡ nào. Và với cục xương Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng sẽ hóc ra hay sẽ cố gắng nuốt vào để bảo vệ hay để loại trừ? Hay ông ta chỉ biết bảo vệ cho thân mình? Tất cả chúng tôi sẽ trở lại để gửi tới quý vị những tin tức trong các bản tin bình luận và thời sự tiếp theo của VOTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.